Ronaldo là nạn nhân trong kế hoạch tồi tệ của Manchester United. Cầu thủ từng 5 lần giành quả bóng vàng, đang trải qua giai đoạn kém cỏi nhất trong sự nghiệp, sau khi chỉ ghi một bàn trong 10 lần ra sân gần nhất cho Man United. Cristiano Ronaldo chưa bao giờ có vẻ cạn kiệt sự tự tin trong sự nghiệp của mình như bây giờ, và anh bị xem là nạn nhân của kế hoạch tồi tệ nhất mà Man United sở hữu. Huấn luyện viên Rangnick tỏ ra dè dặt về viễn cảnh Ronaldo liệu có tiếp tục trở thành mũi nhọn trên hàng công của Manchester United trong tương lai hay không. Các nguồn tin cho biết sự kiên nhẫn của Rangnick đang trở nên mỏng manh với Ronaldo, khi chính anh đã cạn kiệt niềm tin lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Thực sự Rangnick vẫn chưa tính đến khả năng loại bỏ Ronaldo do sự thiếu hụt của các tay săn bàn đáng tin cậy của Man United. Như tiền đạo Cavani bỏ lỡ 5 trận đấu gần đây nhất vì vấn đề chấn thương ở hán và chỉ ghi 2 bàn trong cả mùa giải, trong khi Rashford có 5 bàn sau 4 tháng rưỡi. Ronaldo bước sang tuổi 37 vào ngày 5 tháng 2 và thi đấu chính thức ở 6-7 trận đấu của Man United trong 22 ngày của tháng này, nhưng chỉ ghi có 1 bàn vào lưới Brighton. Cầu thủ người Bồ Đào Nha lại có đến 28 lần bị thổi phạt việt vị, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Premier League nào khác trong mùa giải này. Sau khi Ronaldo gia nhập Man United vào ngày cuối cùng chuyển nhượng năm ngoái, anh đã ghi 14 bàn trong 20 trận đầu tiên của mình. Nhưng anh chỉ ghi có 1 bàn trong 10 trận, là khả năng tồi tệ nhất của chính Ronaldo tính từ năm 2008-2009. Ronaldo không còn sở hữu đặc quyền ghi bàn như trong những năm đầu tiên của mình ở Man United. Bây giờ cũng không ai mong đợi con số 40 hoặc 50 bàn thắng từ tay săn bàn vĩ đại nhất ở những năm hoàng hôn của anh ấy. Ronaldo đang hoạt động ở giải đấu khắc khe bậc nhất thế giới và tuổi tác là gánh nặng của anh. Huấn luyện viên Rangnick đang nghi ngờ về việc liệu Cristiano Ronaldo có còn đủ sức dẫn dắt Man United đi đến chiến thắng nữa hay không. Ronaldo có tác động lớn trong vài tháng đầu tiên trở lại anh. Và Man United đã không qua khỏi vòng bảng Champions League nếu không có năm pha lập công quan trọng của anh. Nhưng kể từ đầu năm 2022, anh chỉ ghi được 1 bàn. Đáng nói không chỉ là nguồn bàn thắng đáng tin cậy thông thường đã cạn kiệt, mà Ronaldo không cống hiến nhiều thứ khác trên sân. Tiếc người hâm mộ Manchester United đã không thể chứng kiến sự trở lại tuyệt vời như mong đợi của Cristiano Ronaldo. Người hùng của họ ra đi 12 năm trước và trở thành một hiện tượng đã trở lại Old Trafford vào mùa hè năm ngoái, khiến người yêu bóng đá vui mừng. Nhưng câu chuyện tình yêu này có vẻ như sẽ không có một kết thúc có hậu. Hiện tại, Rangnick có rất ít lựa chọn tiền đạo, nên buộc phải kiên trì với cầu thủ người Bồ Đào Nha, bất chấp chuỗi màn trình diễn vô hại của anh ấy. Ronaldo cũng không có thói quen áp sát tranh cướp bóng, khiến như thể Man United đang chơi với 10 người và trong nhiều tình huống tỏ ra thua thiệt đối phương. Họ liên tục gặp bất lợi và điều đó đã khiến Manchester United phải trả giá. Có lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp, Ronaldo dường như cũng mất tự tin. Anh thường gây thất vọng trên sân và xông vào đường hầm nhanh nhất khi hết thời gian của trận đấu. Ronaldo đã 37 tuổi và hoàn toàn dễ hiểu anh không còn có thể thi đấu với một phong độ ổn định mãi ở mức độ vô lý như người ta mong đợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là vị trí của Ronaldo luôn được đảm bảo và sự kiên nhẫn của huấn luyện viên Rangnick đang ngày càng mỏng đi.